Chào tất cả các bác, mời các bác xin giới thiệu cái cục dàn Panasonic rất là đẹp, anh em có thể thấy hình chờ của nó này, hình sao rất là đẹp luôn. Đó. Con này model của nó là PM710SD. Đấy. Con này thì rất là tiếc thì bãi về thì các cái chức năng như là đĩa CD hay MD của nó thì lại không đọc, cho nên là em bán với bác với cái giá là chưa áo ích kết nối điện thoại hoặc máy tính qua jack 3.5, có thể làm cục dàn để kết hợp với các cái loa để chơi, làm loa vi tính hoặc là loa TV hoặc là loa điện thoại đều ok hết các bác nhé. Cái cục dàn này thì em bán cho các bác nào có cái loa của Panasonic mà cái dòng hai cầu nhé, tức là cái dòng hai cầu bass jack riêng biệt đấy. Đấy thì mình có thể mua để mình ghép, bởi vì rất nhiều anh em có những cái loa kiểu như thế và không đầu nối vào được các cái âm ly thông thường mà phải đấu nối vào các âm ly có hai cầu thì cái cục dàn này đáp ứng được các bác nhé. Lát anh sẽ quay phía sau cho các bác xem. Đấy. Về tổng thể cục dàn này bãi về hình thức còn tương đối là đẹp. Đấy. Có sức sát tuy nhiên là rất là ít thôi. Đó. Các cái tính năng của cục dàn này thì em vừa nói rồi thì CD, MD cái thứ thì em test thì nó không đọc. Còn cái thẻ D thì nó có cổng thẻ D này. Tuy nhiên thì em lại không có cái thẻ em test thử không biết là nó có đọc không. Thì cái này anh em có thẻ về anh em có thể test giúp em nhé. Đó. Anh em bật nguồn nút này. Cái cục dàn này thì nó có các cái tính năng chỉnh bass, jack và chỉnh equalizer. Tất nhiên là cái tính năng đấy thì anh em phải sử dụng ở trên điều khiển nhé. Chứ còn ở trên cục máy là nó không tích hợp. Đấy, cho nên anh em nếu mua mà muốn chơi nó hay thì phải mua thêm một cái điều khiển. Bên em sẽ hỗ trợ giá bán cái điều khiển kia cho anh em. Nhưng bây giờ thì trước khi giới thiệu chi tiết thì em mời các bác trải qua cái chất âm một chút xíu của cái cục dàn này nhé. Ví dụ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác cái cách sử dụng cục dàn. Em chỉ test qua thôi bởi vì là đây test cục dàn chứ không phải test loa cho nên em sẽ không test lâu như mọi khi. Em sẽ mở một đoạn nhạc nhé. Chơi AUX anh em ấn vào cái này, một nút có chữ AUX này nhé. Đây này, FM này, trên AM, trên AUX này. Thì nó sẽ ra AUX này. Đấy, anh em sẽ chơi AUX ở kết nối điện thoại máy tính nhé. Đó. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cái cách sử dụng cái điều khiển này. Nếu như anh em mua cả điều khiển để chơi nhé. Con này thì nó có các cái tích hợp các cái tính năng chỉnh bass, jack và tính năng chỉnh equalizer. Đồng thời là các hiệu ứng âm thanh vòm, surround. Đó. Và hiệu ứng 2 khi anh em chơi AUX nhé. Mặc định của nó ấy, thì sẽ là hiệu ứng Noma này. Thì tiếng của nó khi phát ra rất là nhỏ và tiếng không được chi tiết. Thì trên con điều khiển này, anh em ấn vào nút audio rồi nhé. Thì nó sẽ chuyển sang chế độ 2 này, anh em nhìn màn hình này. Đây này, Noma 2 này. Chuyển sang chế độ 2 này thì tiếng sẽ hay hơn và chi tiết và lực hơn rất là nhiều. Đó. Cái nếu mà anh em không có khiển là không chỉnh được tính năng này đâu. Thì cái con dàn này nó đặc trưng là như vậy. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cái cách chỉnh bass jack trên khiển nhé. Tăng giảm âm lượng anh em ấn ở đây này, tăng giảm âm lượng anh em ấn lên nhé. Đó. Còn bass jack thì anh em ấn em vào cái nút này, có nút em gán này nút chữ muting này nhé. À xin lỗi, nút DISP này nhé. Đây, nút này nhé. Anh em bật cái này lên thì nó ra một cái bảng đây, bao gồm có các cái dòng preset EQ, Noma EQ, Surround và Remaster. Thì anh em quan tâm đến cho em cái dòng thứ nhất và cái dòng thứ hai. Cái dòng Surround thì anh em bỏ qua nhé. Cái Surround là thành vòm thì anh em cũng chơi cũng không thích hợp đâu, thì anh em bỏ qua cái dòng Surround đi. Anh em quan tâm em đầu tiên là dòng preset EQ thì em ấn vào nút OK ở giữa này nhé. Đấy, thì nó có cái hướng như equalizer này, heavy này, clear này, short này, void ca này, flat này, flat là cân bằng này. Đấy, anh em có thể để heavy này cho lên bass check nó cao này. Đấy, ấn lên xuống này nhé. Đấy, và khi sau khi ấn xong anh em chọn vào nút OK ở giữa này nhé. Đấy, như vậy là xong. Thế là anh em chọn xong hướng heavy nhé. Rồi tiếp theo là tính năng chỉnh bass check nhé. Thì anh em ấn cho em vào cái nút vẫn là nút DISP này nhé. Đây có ký hiệu này. Đấy, anh em kéo xem cái dòng thứ hai dòng menu EQ, anh em ấn OK ở giữa này nhé để chọn nhé. Đấy, nó sẽ ra bass và check này. Bass anh em ấn tăng giảm lên xuống rồi nhé. Để ví dụ anh em giảm bass anh em giảm lên nhé. Đấy, tăng bass anh em tăng lên này. Đấy, tiếp theo đến check anh em ấn nút sang trái này. Đấy, ấn sang trái và chờ một giây sẽ nhận check. Em cũng giảm tăng ở đây nhé. Đấy, tăng lên. Anh em chú ý cái thao tác tay em này. Đấy, tăng giảm nút này và sang trái sang phải để điều chỉnh được bass check. Đấy, sang trái là bass này, sang phải là check này. Đấy, sau khi ấn xong em ấn nút OK cho em là nó nhận, thế là xong. Đó,
rất đơn giản thôi, sử dụng điều khiển học rất đơn giản thôi. Còn đây là cái nút tắt nguồn. Và anh em lưu ý cái khiển học này, trước khi anh em sử dụng anh em ấn cho em một lần nút TV này nhé, để nó nhận cái bảng em vừa với thao tác ở phía dưới. Thì anh em ấn nút TV một lần thế thôi, ngoài anh em điều khiển là được nhé. Còn tắt tiếng anh em ấn vào nút này thì sẽ là tắt tiếng này. Đó. Đấy, đơn giản là như vậy. Rồi em sẽ quay qua hình thức của cục dàn cho các bác xem nhé. Đấy, tương đối là ok. Rồi bây giờ em quay phía sau cho các bác xem luôn, để mà xoay cục dàn ra cho các bác nhìn rõ. Đây là phía sau nhé. Để em sẽ hướng dẫn qua, giới thiệu qua một chút xíu. Đây là cái cổng AUX anh em kết nối điện thoại máy tính này. Và đây khu đặc biệt, đây là cái khu vực bắt loa nhé. Đây là cái dòng loa hai cầu. Thì anh em bắt cái cầu xanh trắng này là cầu check này, cầu đỏ đen này là cầu bass này. Đấy, anh em cắm đúng theo cái dây nó hướng dẫn là được nhé. Phía dưới cũng vậy nhé, đây em đấu tặng một loa để em test thôi vì em hết loa và nó xuống nick rồi. Đấy, nếu đúng là nó sẽ ra chuẩn tiếng luôn nhé. Đó, sẽ đơn giản như vậy. Rồi, ok. Cái cục dàn này nó cho ra cái chất cực kỳ là hay luôn. Đấy, tiếng rất là chi tiết và tách bạch luôn, dòng Panasonic là như vậy. Với cục dàn này thì Trung Kiên Audio đang bán với giá là 500.000 anh em nhé. Giá em báo là đã bao gồm dây nguồn cho anh em, chưa bao gồm dây AUX, chưa bao gồm đổi nguồn và chưa bao gồm phí ship nhé. Nếu anh em có nhu cầu mua thêm cái điều khiển để anh em chỉnh bass check thì anh em thêm cho là 100.000 thôi. Bình thường những khiển này thì thị trường nó bán khoảng 150.000 nếu học lệnh xong. Thì bọn em học lệnh cũng có những học lệnh còn giúp anh em thôi. Thì em bán là 100.000 thôi nhé. Cái khiển này nếu anh em mua cả khiển nhé. Nếu lấy cả khiển tổng giá là 600.000, còn nếu không lấy khiển thì là 500.000. Giá chưa bao gồm phí ship, chưa bao gồm đổi nguồn, đã bao gồm dây nguồn cho anh em nhé. Thì cái dòng này là dây nguồn riêng mà bọn em phải mua riêng. Đấy. Anh em có nhu cầu mua thêm cái gì thì cứ inbox Zalo, em sẽ để cái giá cực tốt cho anh em nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em. Anh em mua hàng liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại, cái cục dàn này em bán giá là 500.000 thôi. Đó. Nếu thêm khiển là 100.000 nữa là 600.000. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em.